Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng có người đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì người vốn có trước tôi. Phần tôi, trước tôi không biết người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để người được tỏ mình ra trong Israel. Và Gioan đã làm chứng rằng tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời xuống ngự trên người. Và trước tôi không biết người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng người là Con Thiên Chúa. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Ông Gioan nói rằng Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian. Hình ảnh con chiên nhắc nhớ đến biến cố xuất khỏi Ai Cập của dân Do Thái, khi Chúa bảo lấy máu con chiên bôi trên các cửa nhà người Do Thái. Trong cái biến cố, Chúa vượt qua, không có sát hại các con đầu lòng người Do Thái, và nhờ cái dấu là máu của con chiên bôi trên cửa. Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, và chính nhờ máu của Ngài, con người lãnh được ơn tha thứ, ơn được xóa tội. Như ông Gioan nói, đây Đấng xóa tội trần gian. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, cũng là con chiên của Thiên Chúa gánh tội cho trần gian. Chỉ có Ngài, chỉ nhờ máu, châu báu của Ngài, con người mới lãnh được cái sự thanh tẩy, ơn tha thứ, tội lỗi. Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con tin thác vào Chúa, là lời kinh nguyện mà sứ điệp lòng Chúa thương xót chúng ta được hướng dẫn. Từ cổ chi kim, chẳng có ai là Đấng xóa tội trần gian, Đấng gánh tội trần gian, ngoài Đức Giêsu là Con Một Thiên Chúa, là Thiên Chúa làm người, ở giữa con người, chết cho con người, xóa tội cho con người. Đây là dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi, và phúc cho ai biết đến lãnh nhận nguồn mạch tha thứ từ máu châu báu của Chúa Giêsu, từ con chiên chịu xác tế cho loài người. Và sau đó ông Gioan nói đến cái sự cao trọng của Đức Giêsu, nói đến cái việc Chúa Giêsu sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, còn ông Gioan chỉ là làm phép rửa trong nước. Hai phép rửa mang hai ý nghĩa khác nhau. Phép rửa của Chúa Giêsu trong Thánh Thần
Còn phép rửa của ông Gioan chỉ là để kêu gọi sự sám hối và hướng đến đấng đích thật là con Thiên Chúa đến cứu độ trần gian, là Đức Giêsu. Ông Gioan là người làm người tiền hô cho Chúa. Ông cũng nhìn nhận cái sứ mạng, cái vị trí của mình và sống đúng với cái sứ mạng của mình, làm lời tiền hô cho con Thiên Chúa. Đây là mẫu gương cho những người làm chứng nhân cho Chúa Giêsu bằng lời nói, bằng cuộc sống, để Chúa Giêsu được nổi bật lên, để cho người ta đến với Chúa Giêsu, để cho người ta được lãnh ơn tha thứ, chứ không phải là đến với bản thân của mình. Chúng ta là trung gian, là khí cụ của Chúa để mời gọi người ta đến với Chúa Giêsu, là Chiên Thiên Chúa, là đấng xóa tội trần gian. Cầu xin Thiên Chúa Cha thương xót và đưa biết bao nhiêu người đang ở trong bóng tối của tội lỗi biết chạy đến với Chúa Giêsu là con một Cha, để lãnh ơn tha thứ, ơn giao hòa với Cha, trở thành con Thiên Chúa nhờ con một của Ngài là Chúa Giêsu, và hơn nữa là hướng tới cái sự sống đích thật nhờ Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu, trong vương quốc của Ngài. Amen.